qua bây giờ đâu đang cậu đang quét dọn đó. Thì mai mốt nhắn cô giúp đó, khi nào mà xong thì kêu anh ra đóng góp nữa. Anh đâu có biết là em mở cửa đâu, nếu mà anh biết thì anh ra anh đóng cửa rồi. Với anh về anh mới biết. Bây giờ báo công an hay là sao? Báo công an không được. Không được hả? Được. Bà đó là ai vậy ta? Thằng Tiến đi. Thank you.